Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 25, trang trí liều trại. Và đây là bài thuộc phân môn vẽ trang trí. Đầu tiên, chúng ta sẽ vô phần 1 la mã quan sát nhận xét. Đây, cô có hai câu hỏi tương ứng với hai ô màu hồng. Mình sẽ đi vào câu đầu tiên. Liều trại thường được tổ chức khi nào, ở đâu? Quan sát ba bức ảnh ở đây thì các em có thể thấy là liều trại thường được tổ chức ở ngoài trời, và đó là những nơi rộng rãi, thoáng mát. Thường thì những buổi cắm trại này sẽ diễn ra vào những ngày lễ hội cũng như là ngày nghỉ của đoàn đội. Đó là những đơn vị người ta tổ chức. Và một nơi không thể thiếu người ta cũng thường chọn để cắm trại như là những cái khu di tích lịch sử hay là khu di tích văn hóa chẳng hạn. Rồi, mình sẽ tới với câu thứ hai. Trại gồm những yếu tố nào và vật liệu là gì? Ở đây chúng ta có thể thấy rất là rõ hai cái đối tượng chính lớn nhất trong bức hình, chính là lều trại và cổng trại. Và bên cạnh đó, làm sao để nổi bật lên được lều và cổng thì chúng ta cần có những cái vật liệu khác để chúng ta có thể trang trí nó bắt mắt hơn, đẹp hơn. Và để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ vô phần 2 là mã cách trang trí. Ở đây chúng ta sẽ đi vào phần 1 để tìm hiểu về cổng trại gồm có những thành phần nào. Ở đây cô có một cái cổng ví dụ. Thì một cái cổng nó phải có những yếu tố nào để tạo nên một cái cổng phù hợp và đẹp nhất? Thì đây, các em có thể thấy chúng ta sẽ có tên trại, tên đơn vị, biểu trưng là những cái hình ảnh logo đó, và đặc biệt là không thể thiếu cờ. Bên cạnh đó, làm sao để cho cái cổng bắt mắt hơn, để thu hút mọi người hơn, thì chúng ta cần có những cái chi tiết trang trí trên cổng để làm điểm nhấn, thu hút mọi người. Ở đây, các em có hai cách trang trí. Một là trang trí đối xứng, hai là trang trí không đối xứng. Thì các em có thể lựa chọn cái nào mà mình thích để mình áp dụng vào bài trang trí của mình. Vậy thì ở đây, cô sẽ có 4 cách vẽ cổng. Cô quy định ở đây luôn là cô chọn cổng đối xứng. Thì bước 1, cô sẽ vẽ và phát hình dáng của cái cổng. Sau đó, 2, mình sẽ vẽ phát các mảng cần trang trí. Có nghĩa là những cái vị trí ô hình tròn này, cô phải xác định xem cô sẽ vẽ cái gì vô đó. Rồi những cái hình ngôi sao, cô sẽ vẽ những cái hình ảnh như thế nào nữa. Đó, mình phải phát các mảng bự trước, những cái mảng bên ngoài. Sau đó mình mới đi vô chi tiết. Và bước 3 ở đây là mình sẽ vẽ chi tiết và mình hoàn thiện cái cổng trại. Và nãy cô quy định, à cô vẽ cái mảng hình tròn là cô biết tới bước 3 cô sẽ vẽ những cái logo cũng như là những cái biểu trưng. Rồi ở trên sẽ là những cái lá cờ. Và các em bắt đầu vẽ rõ ra hình ảnh. Và bước cuối cùng của chúng ta chính là bước 4, vẽ màu. Ở đây thì chúng ta không nên lựa những cái màu quá sáng, nó sẽ làm chói mắt người nhìn. Cũng như là những cái màu quá tối mà đứng nhiều với nhau thì sẽ làm cho cái cổng trại của chúng ta nó buồn lắm. Thay vào đó thì chúng ta hãy xen kẽ những cái màu sáng tối đó với nhau để tạo nên được cái màu sắc phù hợp cho cổng nhất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua phần thứ hai, đó là phần lều trại gồm có những thành phần nào. Ở đây cô cho một cái hình ảnh lều trại để ví dụ. Thì lều trại cũng có các yếu tố giống như cổng trại.
chỉ có khác một chút là có sự xuất hiện của cọc trại cũng như dây neo để người ta biết được đây là lều. Có thể là ở lều trại, sự xuất hiện của biểu trưng có hoặc không cũng được, nhưng mà không thể thiếu tên đơn vị cũng như là tên trại và các chi tiết trang trí khác. Thì ở đây cô có 3 cách vẽ. Thực ra cô rút gọn lại thôi chứ không khác gì với lại cổng trại hết. Đầu tiên là mình sẽ đi phát cái hình dáng của lều trại. Có những cái lều hình vuông hoặc là hình thang, rồi hình tam giác. Thì ở đây thì các em có thể thấy là cô chọn cái lều hình tam giác. Bước 2 là cô sẽ đi vẽ hình mảng cần trang trí. Nhưng mà ở đây cô phát hình mảng xong thì cô vẽ rõ ra luôn, vẽ chi tiết ra. À, ông mặt trời, tên trại, rồi tên đơn vị, đó, cờ. Và bước cuối cùng là bước 3, mình vẽ màu. Thì ở đây á, các em có thể dựa vào nội dung của hội trại để mình tìm ra được những cái màu sắc nào phù hợp với lại nội dung đó thì nó sẽ đẹp hơn và thu hút mọi người hơn. Ở đây cô cho các em xem 4 bức tranh và nó có một số lỗi sai và cô muốn các em khắc phục trong bài thực hành của mình. Ví dụ như 2 cái hình ảnh cổng trại, các em có thể thấy là nó thiếu logo biểu trưng. Và nếu để đẹp hơn, chúng ta nên cho hình ảnh lá cờ Việt Nam vào nữa thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi ở dưới là 2 cái hình ảnh lều trại thì lại không có tên của đơn vị cũng như là tên trại. Và cô rất mong là mấy em không bị cái lỗi đó. Rồi mình sẽ vô phần thực hành. Ở đây thì các em sẽ vẽ cho cô một cái cổng trại hoặc là một cái lều trại theo cái ý thích của mình. Màu sắc dựa vào cái nội dung mà các em đã lựa chọn để mình không có bị tô màu, bị lạc với lại cái nội dung của cái đề. Rồi cô có một số ý dặn dò các em, đó là về nhà hoàn thành bài cũng như là chuẩn bị và xem trước bài 26 giới thiệu tỷ lệ cơ thể người. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.